ít. Bữa cơm trưa thì mình cũng có một ít thịt bò đây. Hôm nay mình xào thịt bò phay tây. Chút tiêu cho nó thơm, của hành băm, rồi mình trộn đây, mình để khoảng 10 phút mình xào. Cúp gia vị nghe thơm. Giờ mình ướp rồi mình để đây. Giờ thịt thì mình ướp hồi nãy giờ cũng 10-15 phút rồi. Bây giờ mình bắt chảo lên xào. Thơm mình đổ bò vô xào. Bò nó chín chín chút mình đổ phay tây vô. Để mất giờ mình bỏ ít củ hành vô. Đổ phay tây vô luôn. Rồi mai mua mà không quên mua cần đây. Thịt bò mà thiếu cần tây. Quên mua cần tây. Rồi giờ nấu canh. Mời các bạn dùng cơm trưa với mình nha. Hôm nay ăn cơm trưa cũng hay trễ. Bỏ xào phay tây. Mà xào và ngán mình ăn mình cũng đổi đổi. Xào rau muống mình ăn thấy cũng ngán. Phay tây cũng ngán. Ủa, ngán nhưng mà lâu lâu ăn lại. Đậu que mình thấy cũng ngán. Giờ cứ đổi đổi vậy.
tây nữa. À, mình nấu canh rau muống cũng ngon lắm các bạn. Bạn chắc ít có nấu muống bò nấu canh rau muống. Mình hôm nay nấu thử coi có hợp hay không. Thấy cũng được. Ăn đỡ ngán hơn mình nấu thịt heo. Xương heo hay là thịt bằm gì mình nấu mình thấy cũng ngán. Nay nấu thử bò. Mình thấy cũng hợp. Nấu canh hợp. Bò mình mềm chứ không có dai. Trời bữa nay mát. Thôi đậu cũng ngon. Không muốn khô. Bỏ máy thì lấy ra còn khô chứ mình giặt tay là tội dày dày là không khô nữa. Nhưng sáng cũng trễ cho nên giờ tới giờ cơm trưa ngày cũng chưa đói. Thêm ngán cái thằng rau
trời. Dưa mà quên lấy muối, mình đi lấy miếng muối. Thấy chín đỏ mà không biết là có ngọt hay không. Cũng ngọt. Dưa năm nay cũng rẻ. Nay không biết là bà con trồng dưa có trúng mùa hay không, chứ giá thì thấy mình thấy chắc không trúng giá. Giá dưa thấy cũng rẻ. Tết mà thấy dưa bán giá nứ, Tết xong rồi thấy cũng hạ bớt. Dưa hấu giờ cũng ít hộp. Mình nhớ xưa ăn dưa hấu mà dưa sao mà hộp quá hộp, giờ ít hộp. Giờ có loại dưa hỗn hạt nữa. Khi mua trúng dưa cắt ra nó cũng đỏ vậy mà sao ăn nó lạ. Cái đó mà hay mình nghĩ cắt dưa ta bán để lâu bán chậm cho nên thấy đỏ mà ăn nghe lạ. Còn dưa mà chín đỏ vậy mà dưa mới là ăn ngọt ngay. Dưa mà sắc ra nó không được đỏ trắng trắng. Dưa non mới chín tới cho nên là bây giờ mình ăn xong rồi. Video của mình đến đây kết thúc. Các bạn nhấn like, chia sẻ, ấn chuông, đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn. Tạm biệt các bạn.